Thái Đại Phụng. Lâu nay tôi coi ông là trưởng bối, mới luôn nhường nhịn ông. Bây giờ tôi nói cho ông biết, tôi đã nhịn ông đến mức cực hạn rồi. Cô sai quá nổi điên hả? Tôi hỏi ông, hồi trưa khi ăn cơm với người làm của Đông Thái, ông đã nói cái gì chứ? Tôi đã nói gì chứ? Ông là đàn ông, dám nói thì phải dám nhận. Cô đừng có vu oan cho tôi nha. Lâu nay tôi một lòng trung thành với anh hai. Người có lỗi với anh hai là cô. Ông còn chối hả? Lúc ông ăn lẩu với Đại Bảo, to con, Vinh Điên, ông đã nói cái gì với họ? Tôi đã nói gì? Tôi nói gì chứ? Ông nói ba tôi năm mươi mấy tuổi lạc hậu rồi, già lẩm cẩm. Giang Sơn là của ông và cô Hỷ, có phải ông đã nói như vậy không? Cái gì? Tôi nói vậy hồi nào chứ? Tôi nói anh hai năm mươi mấy tuổi lạc hậu. Cô điên quá đi. Ông dám nói thì phải dám nhận. Ông còn nói cá gì ba làm bếp mà ba cũng nhận lầm là cô kỹ nữ sống ở trên sông Vịnh Lê trời nữa. Trời ơi, cô điên khùng quá rồi, cô bị điên rồi. Cô muốn điên á, cứ điên cho đã đi. Tôi không có rảnh đùa với cô đâu. Ông không được đi, tôi chưa nói xong mà. Tôi không rảnh điên với cô. Đứng lại Thái Đại Phụng, đứng lại cho tôi. Tôi chưa nói xong mà. Cô muốn nói gì cứ nói cho đã đi, tôi không rảnh điên với cô đâu. Chúng ta sống trong cái nghề này quan trọng là phải có nghĩa khí. Vợ ông là gái đứng đường thôi, ba tôi cũng không chê bả, còn cho tiền hai người làm đám cưới với nhau hả? Bây giờ ông bôi nhọ ba tôi, nói ba tôi già hồ đồ lạc hủ rồi. Tôi dám nói vợ tôi là gái đứng đường, cô lặp lại lần nữa coi. Tôi dám nói đó thì sao? Sao hả? Trời ơi, cậu Phụng à, cậu sao đi hả? Có sao không? Đập đi, đập thẳng vào đầu tôi nè. Có vợ thì đập tôi chết đi. Bôi nhọ ba tôi xong, bôi nhọ tôi. Muốn trụ tôi trước mặt đám anh em hả? Trụ tôi tốt nhất trở thành gái nghiện, hút á phiện, trút độc chết ở nhà vệ sinh hay sao? Cô điên quá đi. Hai chị có từng thấy ai điên kiểu này hay không chứ? Tôi từng tuổi này mà trụ cổ lại gái nghiện, trụ cổ hút á phiện, trút độc chết ở nhà vệ sinh. Tôi không có điên như cô đâu. Ông không có điên mà là ông ác lắm. Từ đầu thì ông đã có bụng dạ xấu. Từ đầu thì ông muốn cướp Đông Thái của chúng tôi, muốn hại chúng tôi mất sạch tài sản, tan nhà nát cửa. Kẻ muốn hại chúng tôi mất sạch tài sản, tan nhà nát cửa là cô. Cô còn muốn châm lửa đốt hết á phiện trong kho chúng tôi nữa hả? Bây giờ tôi rất nóng lòng, rất nóng lòng muốn đợi ba tôi về để coi ông làm sao giải thích với ba tôi. Đương nhiên tôi biết là cô nóng lòng. Tôi còn nóng lòng hơn cả cô nữa. Cô cứ việc làm dữ thêm mấy tiếng nữa đi. Sau mấy tiếng đồng hồ nữa thì anh hai sẽ trở về. Tôi sợ đến chừng đó cô nhảy lầu cũng không xong đó. Biết đâu chừng ngày mai dưới cầu Hải Châu lại có thêm cái xác nữ không tay không chân. Cô cứ việc mà nổi điên đi. Cứ việc mà điên đi con quỷ. Con quỷ sai. Hút tới sạch hết gia tài, vợ phải nhảy lầu cũng có. Vì hút á phiện, hút tới năm mươi mấy tuổi còn phải chạy ra đứng đường cũng có. Vì muốn lập tức chạy đến kho châm lửa đốt hết toàn bộ á phiện. Anh hai, anh là ba nó, có lẽ anh nhận ra giọng của nó. Nếu như có ai bán đứng anh em ăn cháo đa bát, anh sẽ bắt nó chết cùng toàn thây, kể cả bản thân Trịnh Lãng Quân này. Lưu Tĩnh tìm được anh thì tốt quá. Cô Cửu, cô đến đồn cảnh sát làm gì? Cô uống sai hả? Tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp, chuyện này rất gấp. Lại có chuyện muốn tôi giúp cô. Đồn cảnh sát mấy anh có phải có khoa tình báo không? Nhất định mấy anh có rất nhiều những thiết bị thu âm và nghe trộm. Trên tay tôi có một cuốn băng ghi âm, tôi muốn anh làm tiểu sáo giùm tôi. Không được cô Cửu, đồn cảnh sát sao có thể làm chuyện này. Lần này anh không giúp tôi nhất định sẽ chết. Cô Cửu à, tôi biết cô từng giúp tôi nhiều lần, tôi cũng từng giúp cô nhiều lần. Nhưng mà tôi và cô không phải người cùng đường. Cô tìm người khác giúp đi, xin lỗi nha. Lưu Tĩnh, anh nhất định phải giúp tôi. Nếu tôi không thể vượt qua được ái này, ba tôi sẽ giết chết tôi. Cô là con gái của ổng, làm sao ổng lại giết cô? Tôi đã bị người ta ghi âm. Nếu như ba tôi nghe được những lời này, nhất định sẽ không nhận tôi là con nữa. Cô đã bị ghi âm chuyện gì? Tôi nói mỗi ngày tôi đến tìm á phiền, nhìn thấy bọn họ giúp á phiền mà tan nhà nát cửa, tôi rất là buồn. Thật tình tôi rất muốn đến chỗ nhà kho châm lửa đốt hết toàn bộ á phiền. Cô Cửu à, thật ra cô là người gì vậy? Anh Tĩnh à, anh hãy giúp tôi đi. Nếu không thì ngày mai sẽ đọc báo thấy cô Cửu không tay không chân bị người ta quăng dưới cầu Hải Châu.
Cô hai về rồi hả? Ba, sao đột nhiên ba về vậy? Sao ba không gọi điện báo trước để con ra đón ba? Ba, con có chuyện quan trọng muốn nói với ba. Ba theo con vào phòng sách. Ba cũng có chuyện quan trọng muốn nói với con. Ba muốn con hãy giải thích với ba tại sao con lại nói những lời này. Mỗi ngày dì về tới tìm Á Phiền, nhìn thấy đám người đó vì hút Á Phiền mà làm tan nhà nát cửa. Đám người đó vì hút Á Phiền, hút tới sốc thuốc chết ở nhà vệ sinh cũng có, hút tới sạch hết gia tài, vợ phải nhảy lầu cũng có. Vì hút Á Phiền, hút tới năm mươi mấy tuổi còn phải chạy ra đứng đường cũng có. Vì muốn lập tức chạy đến kho châm lửa đốt hết toàn bộ Á Phiền. Sau khi bà nghe xong đoạn băng này, trong đầu của bà nghĩ xong lại nghĩ, nghĩ xong lại nghĩ. Bà hy vọng nghĩ ra được một lý do cho con, nhưng mà ba không nghĩ ra được. Con có thể nói cho ba biết tại sao lại nói như vậy hay không? Ba, nếu như con không giải thích được, ba sẽ xử con thế nào? Con cũng biết đồng thái chúng ta làm sao xử những kẻ phản bội rồi. Mười mấy năm nay có hai mươi mấy người từng bòn rút tiền ăn cháo đá bát, kể cả chú Cẩm Hoa từng cứu mạng của bà. Đứa con nuôi bà thương nhất, tất cả họ cũng phải như vậy. Ba cũng phải như vậy, con cũng phải như vậy đó. Con giải thích cho ba nghe rõ đi. Con không giải thích được, nhưng mà con cũng có một cuốn băng, con muốn ba chú tâm mà nghe. Mỗi ngày tôi về tới tiệm Á Phiền, nhìn thấy đám người đó vì hút Á Phiền mà làm tan nhà nát cửa. Đám người đó vì hút Á Phiền hút tới sốc thuốc chết ở nhà vệ sinh cũng có, hút tới sạch hết gia tài vợ phải nhảy lầu cũng có. Vì hút Á Phiền, hút tới năm mươi mấy tuổi còn phải chạy ra đứng đường cũng có. Tôi muốn lập tức chạy đến nhà kho châm lửa đốt hết toàn bộ Á Phiền. Anh hai, em chưa từng nói. Ba, vậy cậu có cần như vậy không? Anh hai, anh đừng nghe nó nói. Em chưa từng nói những lời này thật mà. Băng ghi âm này làm sao cậu có? Ồ, tôi hiểu rồi. Hèn gì vừa rồi cô chạy đến gây lộn với tôi, rồi lén lút ghi âm tôi, sau đó cắt tới cắt lui, dán tới dán lui ra cái băng này. Rất chính xác. Nhưng con chẳng qua chỉ dùng cách lấy gậy ông đập lưng ông thôi. Mấy ngày trước khi không còn chạy đến tìm Á Phiền, ở đó la lối ôm sòm, sau đó ghi âm lại những gì con nói, cắt tới cắt lui, dán lại từng đoạn. Con mở to mắt ra mà nói dối, tôi đã tới tìm Á Phiền hồi nào chứ? Ba à, chứng cứ của con ba đã nắm trong tay, chứng cứ của cậu ba cũng nắm trong tay, có phải có bị gì không? Nếu như cậu không sao thì con cũng không sao. Anh hai à, nó anh hai, cô anh hai, anh bị lây chuyển thật sao? Anh có biết tại sao anh lây chuyển không? Bởi vì anh rất muốn nó có thể cho anh một lý do. Cho dù bịa ra một lý do khiên cưỡng bậy bạ, anh cũng tin nó. Nhưng thật sự không phải là vậy. Cô à, cô có biết tại sao trước giờ cô không bị lây chuyển không? Vì cô nghĩ vào trước là chủ, cho rằng con không phải con gái của ba. Cho nên khi không có nhân chứng thì cô tìm đại một người là chú Long nào đó. Không có chứng cứ thì cô tìm đại một cuốn băng ghi âm này ra. Lần trước đã như vậy, lần này cũng vậy, lần sau cũng sẽ như vậy. Lòng việc con sẽ không nguôi. Cô đã dồn mình vào bế tắc, cô toàn tính đến sắp điên luôn rồi. Ngay nào con Trịnh Lai Hỷ này đứng đây, cô đừng có hòng có thể lấy được một đồng một xu của Trịnh gia chúng tôi. Đủ rồi, không được nói nữa. Chuyện này không được nhắc lại. Ba, một là ba đuổi cô ra khỏi Đồng Thái, hai là đuổi con ra khỏi Đồng Thái. Một là giết chết cô, hai là giết chết con đi. Hai người chỉ có một người sống thôi. Núi không rẻ, đường rẻ. Đường không rẻ, nước tương phùng. Ngày nào tôi còn sống, nhất định sẽ lóc da cô ra, để coi cô có tâm địa gì. Tôi nói là không được nói nữa rồi mà. Chuyện này chấm dứt tại đây, kết thúc tại đây. Ai còn nhắc nữa, tôi sẽ xé miệng người đó ra.